một đại gia đình. Ông ngoại, con rể, bà vợ, cháu nuôi và hai người con trai. Một thời gian ngắn thôi xây nhà lầu luôn á. Nghề gì vậy ông? Ăn mày, mày có cái đầu chứ không có cái óc. Sự kết hợp ăn ý của dàn diễn viên nội và ngoại, mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng và tình yêu của hai người khiếm khuyết được kết tinh tạo nên điều gì diệu trong cuộc sống. Đón xem bộ phim tình cảm hài Lâu Đài Tình Ái phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 22 tháng 12 năm 2011.